Nội dung bài học tiếp theo tôi hướng dẫn cho các bạn hạch toán về hóa đơn bán thanh lý tài sản cố định. Đối với những tài sản cố định mà chúng ta đang sử dụng vẫn còn giá trị nhưng muốn bán đi để mua tài sản mới về phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì lúc đó các bạn sẽ bán thanh lý căn cứ vào giá trị còn lại của tài sản cố định đó. Bộ hồ sơ về thanh lý tài sản cố định thì sẽ bao gồm thông báo thanh lý tài sản, quyết định thanh lý, hợp đồng thanh lý, biên bản đánh giá lại tài sản, biên bản thanh lý hóa đơn và hợp đồng mua bán với khách hàng khi chúng ta bán thanh lý. Trước khi hạch toán bán thanh lý tài sản cố định ghi nhận vào doanh thu thì các bạn cần phải đánh giá lại tài sản để chúng ta xem giá trị còn lại của tài sản đó là bao nhiêu. Từ đó căn cứ vào giá trị còn lại đấy để chúng ta xuất hóa đơn bán ra. Ở đây thì chúng ta bán thanh lý tài sản vào tháng 3, do đó tháng 1 và tháng 2 các bạn phải được thực hiện tính khấu hao tài sản cố định trước. Thì ở đây tôi đã thực hiện tính khấu hao tài sản cố định của tháng 1, tháng 2 rồi. Thì lúc này tôi sẽ thực hiện ghi giảm tài sản cố định ở tháng 3 và cuối tháng 3 tôi mới thực hiện tính khấu hao. Các bạn vào phần tài sản cố định chọn tab ghi giảm, nhấn vào thêm. Chọn lý do là nhượng bán thanh lý ngày 15 tháng 3 năm tài chính. Xuống phần mã tài sản các bạn chọn là máy xúc ủi liên hợp. Chọn máy hàn plasma. Lúc này giá trị còn lại là 35 triệu. Do đó khi các bạn bán thanh lý đi thì sẽ phải lớn hơn hoặc là bằng với giá trị còn lại. Chúng ta không nên xuất thấp hơn giá trị còn lại của tài sản. Bởi vì sau này khi cơ quan thuế kiểm tra thì chúng ta sẽ bị truy thu về cái phần doanh thu mà các bạn chưa xuất. Và từ đó thì các bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị tăng. Do đó là khi xuất hóa đơn bán thanh lý tài sản, các bạn lưu ý với giá trị lớn hơn hoặc là bằng với lại giá trị còn lại mà chúng ta đánh giá ở trong phần ghi giảm tài sản cố định này. Và khi mà chúng ta ghi giảm thì nghiệp vụ hạch toán là nợ cho tài khoản 2141 hao mòn tài sản sẽ giảm đi, nợ tài khoản 811 giá trị còn lại tài sản tăng lên được ghi nhận vào chi phí hợp lý vì tài sản này chúng ta mua về là có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Bây giờ bán thanh lý đi thì vẫn được ghi nhận chi phí hợp lý về cái phần giá trị còn lại của tài sản và có cho tài khoản 2112 máy móc thiết bị. Cái này thì phần mềm tự hạch toán cho các bạn rồi, chúng ta chỉ cần thao tác và hiểu bản chất sau đó nhấn cất là được. Bước thứ hai, các bạn phản ánh về doanh thu bán thanh lý thì căn cứ vào hóa đơn bán ra, các bạn sẽ vào phân hệ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng. Ở đây thì chúng ta bán chưa thu tiền của khách hàng, do hàng cộng để thêm. Mà khách hàng là Nguyễn Văn Quân, tên là Nguyễn Văn Quân. Nếu như mà bạn nào điền địa chỉ đầy đủ và thì điền, còn nếu không thì chúng ta để trống cũng được. Sau đó các bạn nhấn cất. Lý do chúng ta ghi là bán thanh lý tài sản cố định. Hoặc chúng ta ghi là bán thanh lý máy hàn 15 tháng 3 năm tài chính. Xuống phần mã hàng các bạn tạo một mã mới là thanh lý. Các bạn chọn tính chất là dịch vụ là được. Tên là thanh lý tài sản cố định, mã là thanh lý. Sau đó chúng ta nhấn vào cất. Số lượng là 1, đơn giá là 36 triệu đồng. Thuế giá trị gia tăng theo như ở trên hóa đơn. Tổng tiền là 39 triệu 600 nghìn đồng bằng tổng tiền thanh toán. Số hóa đơn ở đây là số 21, do đó chúng ta sang tác hóa đơn, kiểm tra số hóa đơn xem đã đúng hay chưa. Tất cả các thông tin đúng rồi thì các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Và đến cuối kỳ thì chúng ta thực hiện tính khấu hao, ghi nhận vào chi phí của doanh nghiệp đối với lại chi phí từ ngày mùng 1 đến ngày 14 tháng 3 của cái máy hàn plasma đó. Bởi vì ở đây chúng ta tính khấu hao phân bổ theo từng tháng, do đó tháng nào phát sinh có chi phí thì chúng ta ghi nhận. Chứng từ thì được cập nhật ở trong phân hệ bán hàng. Các bạn chọn kỳ cần xem, nhấn vào chữ lọc. Và đây là chứng từ tôi vừa hạch toán.